ok hay leo các bạn lại là mình đây. Mình lười quá nên sẽ không edit clip này. Real time nên hơi dài nha. Để làm cái effect này thì các bạn modeling cái cục này nha. Giống hay khác gì cũng được hết. Cho 3 màu là 3 cái material khác nhau. Vào gel nốt và làm như thế này. Mấy nốt này cơ bản nên mình sẽ không nói về nó. Cắm Ali Vector vào. Nhớ cắm Rotate vào Rotate và Normal vào Vector vì ca cắm nó sẽ sai thui. Cắm thêm cái Allegro Tết Vector nữa. Phần factor này, mình sẽ muốn ở dưới bằng 1. Ở giữa bằng 0. Và ở trên bằng âm 1 nha. Position trục Z thì cho mình ngược lại cái số đó.
nên mình phải quay ngược 180 cái position là đúng ngay. Tạo cái empty để con cho cái sự dịch chuyển này. Rotation cắm vào thì nhớ check invert. Lection thì lấy position trừ đi location gốc là ok nha. Nhớ check relative. Thêm cái map range cho trục Z nữa. Set các thông số như thế này. Sau đó là sở kênh nó bé lại. Ok. Về phần sờ ken này thì cũng dùng position trục Z luôn vì nó cần gradient trục Z. Positon trục Z là âm 1, 0, 1, mà mình cần là 0, 1, 0. Nên là mình sẽ absolute nó thì nó sẽ thành 1, 0, 1. Map range lại thì nó sẽ là 0, 1, 0, cắm vào sở kên thôi. Hơi nhiều nên là multiply nó. Chỉnh lại map range. Chỉnh lại bố cục cho dễ nhìn.
tới phần Material, cắm vào Ecosphere. Nhưng mình cần là cái lông tới đâu thì thay Material tới đó, nên là mình cần một gradient chụp Z có sẵn ha. Set less than. Thêm cái material nữa mà là greater than là xong. Các bạn có thể thay mọi thứ bạn thích vào nha.